Trong trận đấu đầu tiên của Djokovic tại giải Cincinnati Masters từ năm 2019, anh đã giành chiến thắng ở set mở màn với tỷ số 6-4 trước tay vợt Alejandro Davidovic Fokina. Tuy nhiên, trong set thứ hai, tay vợt người Tây Ban Nha đã rút lui ở game đầu tiên sau khi gặp phải vấn đề về chấn thương. Djokovic đã từng hai lần đăng quang tại Cincinnati Masters, lần thứ nhất vào năm 2018 và lần thứ hai vào năm 2020, khi giải đấu được tổ chức tại New York. Trong vòng 3 của giải năm nay, Djokovic sẽ đối đầu với Gael Monfils. Về phần Davidovic Fokina, anh gặp chấn thương ở lưng trong trận đấu này. Sau khi nhận sự chăm sóc từ các nhân viên y tế sau set đầu tiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã cố gắng tham gia set thứ hai. Tuy nhiên, chấn thương của anh nghiêm trọng hơn so với dự kiến, dẫn đến việc anh phải bỏ cuộc sớm. Tôi hy vọng Davidovic Fokina sẽ nhanh chóng hồi phục và trở lại sân đấu sau chấn thương lưng, Djokovic nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Djokovic chia sẻ rằng việc giành chiến thắng theo cách này không phải là điều anh mong muốn, và anh tin rằng người hâm mộ cũng cảm thấy như vậy. Anh hy vọng mọi người sẽ có cơ hội theo dõi một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn hơn. Djokovic khẳng định rằng anh rất mong được trở lại sân đấu và giành chiến thắng trong các trận đấu sắp tới. Sau khi vượt qua Davidovic Fokina với tỷ số 4-1 trong cuộc đối đầu, Djokovic sẽ tiếp tục hướng tới việc tiến xa tại giải khi đối đầu với Gael Monfils ở vòng 3. Monfils là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi thực sự tôn trọng và quý mến anh ấy, Djokovic bày tỏ về đối thủ người Pháp. Anh ấy mang đến nhiều niềm vui cho người hâm mộ và tạo ra nhiều sự giải trí. Anh là một trong những tay vợt quốc tế cuốn hút nhất.